Trong đêm giao thừa tối qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức bắn pháo hoa tại 9 địa điểm gồm khu vực bãi trước và khu vực hồ Bầu Trũng, thành phố Vũng Tàu, khu vực quảng trường công viên Bà Rịa, khu đất dự án Hà Anh Tuấn, đường Hùng Vương, thị xã Phú Mỹ, khu vực bờ hồ thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, cung đường Trần Hưng Đạo nối dài huyện Châu Đức, trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Long Điền, trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Đất Đỏ và khu vực cầu tàu 914 huyện Côn Đảo. So với giao thừa Quý Mão, số dàn pháo hoa đêm giao thừa Giáp Thìn của tỉnh nhiều hơn 30% với 1.260 dàn các loại. Pháo hoa mừng xuân Giáp Thìn bung nở theo các chủ đề: chào mừng năm mới, trăm hoa đua nở và thăng hoa, với nhiều hình dáng đẹp, tiếng nổ giòn giã, giúp mọi người xua tan những phiền muộn của năm cũ, đón chào năm mới với nhiều kỳ vọng về những điều tốt đẹp. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, tại các điểm du xuân bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, người dân đón giao thừa trong niềm hân hoan, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh, chấp hành nghiêm luật giao thông. Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, nhiều người đã đến đình chùa thắp hương cầu mong may mắn trong năm mới, một số khác thì trở về nhà đón năm mới bên gia đình, người thân.